Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Thì đã lâu lắm rồi mình không đi kiếm các con vật từ đồ rừng, nên mình cũng thèm, nên là hôm nay mình quyết định mình đi săn tôm cá các bạn nhé. Thì để bắt tôm được ấy, thì hôm nay mình sẽ sử dụng một vật dụng, đó là cái bẫy này nhá. Cái này hai kéo tay có thể tự đan hoặc không thì mình mua nhé. Thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho bạn xem cái này nó như thế nào nhé. Sau đây mình sẽ giới thiệu hai loại các bạn nhé. Đây này, đây là loại đánh bắt tôm cua. Thì cái này mình để trên gác, nó cũng hơi cũ, lâu lắm mình cũng không sử dụng lại nó. Đây nhé các bạn nhé, thì đây là cái hòm của nó này. Đó, đây. Trong này có một cái hòm nữa này. Đây, trong này có một cái hòm ra đây. Còn đây là cái nắp của nó này. Nắp để chụp vào đây này. Đó. Mình cho các bạn xem ở trong này. Đó, hai lớp. Đó, cái loại này thì lát nữa mình sẽ đánh ở dưới kia nhá. Còn đây. Đây là cái này nó đi cùng nhau các bạn nhá, hai cái này. Thì hôm nay mình đánh mình sẽ không cần mồi đâu. Mình sẽ đánh không dùng những tí mồi nào luôn. Đó, các bạn thấy hay không? Không dùng mồi mà vẫn đánh được tôm, nghe có vẻ rất là vô lý đúng không? Đây là cận cảnh nó, đây là có một cái hòm này. Đó. Cái này các bạn, cái này là để chụp vào đây nhá. Đây, cái này nó cũng khói này, cái này là để con tôm nó đi vào đây nó không ra được nhá. Đó, các bạn xem đó, cái này nó cũng có hòm này. Rồi, ở đây, cái này hơi cũ. Đó, tí nữa mình sẽ nhét lá cây vào đây nhá. Đây. Cái này xem là nó bới được cái con lươn này các bạn, trơn thật. Nó chảy này nha, nó chảy từ đây vào cái đấy của mình, ra nước vào đây. Không có một ít mồi nữa. Đây còn cái thứ hai thì mình sẽ đánh ở dưới này các bạn nhé. Thì đây mình đang nhìn thấy chỗ này nó cũng có hố hố này, đó. Giờ mình sẽ đánh ở đây.
Có được con nào không các bạn nhé? Một số ít tôm thôi, cái này được khoảng chục con tôm mà toàn cua thôi, nó ăn mất mấy con rồi. Đây là cái càng của nó không ạ, đầu luôn này. Đây là rồi, bây giờ mình sẽ đi cắm lại nhé. Đây các bạn nhé, sáng sau mình sẽ đi thăm lại cái bẫy của mình xem hôm qua mình đánh. Cái này lại được thêm một con đấy à. Quả đến tôm mà thật được quả cua này. Đấy.
pha lên như này. Đầu lên. Nó sau khi 22 cái gì? Để còn này cua này. Này tôm này. Tôm mới được ít lắm. Được hai con. Hai con đó. Con này cua này. Đó, hôm nay mình đánh nữa là kiểu gì cái chỗ này vừa phải được trên nửa cân. Mà về nấu canh.